3. Nhưng mà phải cho tủ lạnh đấy. Tí anh tay trở lại. Ngoan thì cái gì chả cho, cái gì chả được đúng không? Bao gạo nữa. Sáng mai thì anh mà ta có đây đấy thì mua thịt lần đấy nhé. Gạo đủ đúng không? Gạo đủ. Hết bao nhiêu? Gạo ngon 2.049.000. Mãi chả hết tiền nhỉ. Nói thế thôi, mình còn nhiều thứ phải chi. Đây là mua mát tay nhất đấy. Đây có của em ấy, em bỏ lên. Này có sang Lai Châu Điện Biên nữa không? Hả? Sứa có biết xây định sang Điện Biên không? Không biết hả? Rồi, cất dọn đồ vào sau rất là nhiều lần liên hệ thì cháu Hiệp mới gặp được hai anh em. Và hôm nay thì anh em sử dụng túi tiền của bà Bác để mua toàn bộ nhu yếu phẩm cơ bản để cho các cháu được ăn, được đi học và không nghe lời dụ dỗ của ai cũng như là không đi theo ai cả. Đấy, đúng ra hôm nay cháu Hiệp đi cùng nhưng mà do là xe không đủ chở nên là cháu Hiệp ở đây chờ thôi. Đấy, một lần nữa chân thành cảm ơn bà Bắc. Và sau video đó thì có rất là nhiều những cái góp ý dành cho anh em mình. Tuy nhiên thì trông nó sẽ bật mí những cái góp ý đó. Thế nào? Bài ba đũa bày hết ra thế này. Cho cái gì ra? À, đồ đạc này nhé. Tôi sẽ đi chở cái tủ lạnh lên bởi vì thời điểm trước say chưa ở thì là tủ lạnh là mang về nhà bác. Đấy. Cái này phải cho tủ lạnh hết nhé. Trứng thì sẽ kết hợp với ăn nấu ăn hoặc là ăn với mì tôm với để buổi sáng đi học. Nhưng mà cũng không phải ngày nào cũng ăn mì tôm đâu mà phải đổi bữa nhỉ chứ. Đấy. À, xem nào. Nếu mà quyết định lấy nước từ nhà của ông ngoại chị dâu về thì sẽ mua một cái dây ống nước của cuộn đủ nhiệt từ nhà ông ngoại là đi qua chỗ nước của ông nội anh em mình xem này tận đâu. Đi ở trên hai cái nhà ở dưới. Đi ở trên hai cái nhà ở dưới là như thế nào? Đi ở hai cái nhà ở dưới đường ấy. À. Nhà ở đấy luôn thế gì? Thế thì mình sẽ mua cuộn nhé. Hôm nào mình nghỉ học thì bảo, ví dụ ngày chiều mai không nào thì bảo anh nhé để anh em mua một cuộn lên để kéo nước. Được chưa? Đấy, xuống mang đồ này vào đi. Những cái đồ gì dành cho nhà tắm, nhà vệ sinh thì sẽ để ở khu nhà tắm, nhà vệ sinh. Rồi, mua hạt một thùng để cho các bé là ăn sáng đi học hoặc là những lúc mà ăn vội ấy. Còn bao gạo này thì khả năng hai anh em sẽ ăn được ít nhất là được 20 ngày. Hết thì cháu Hiền lại tiếp tục tính nhé. Tạm thời thì sẽ là thế thì ngày mai đi, ngày mai anh lên thì anh sẽ mua thịt với cả lên kéo nước luôn nhé. Anh sẽ hỗ trợ, lên có một số đồ đạc kia được bỏ riêng ra đi. Xe sẽ phải tự giác nhiều thứ. Xe ở đây nước đâu mà rửa bát, nước ăn đây làm sao rửa bát. Bây giờ phải kéo nước về chứ. Bỏ hết mấy cái túi trong mấy cái thùng, bỏ hết mấy cái đồ trong túi ra đi. Trong cái túi đồ đạc của mình ấy, có kem đánh răng, dầu gội, bỏ riêng hết đi. Đồ ăn đừng để với lại đồ rửa, đồ dầu rửa. Bây giờ bắt đầu mới là tái thiết cuộc sống của
tuổi lộc của hai anh em, thế nên là cần phải có nước đã, cần phải kéo nước về đàng hoàng đã thì mới ổn được. Tao mua cái lọ ấy, mua cái quái làm gì? Bây giờ Súa tự chọn thôi anh ạ. Súa ở đây, Súa rửa bát thôi nhỉ. Súa không ở đây, anh say chả rửa bát gì cả. Chả này khay lắm. Ta xin ngộ. Hả? Đấy, đồ nấu nướng là cho một cái hũ nhá, cho một cái lọ nhá. Vâng. Ừ. Rồi rồi rồi. Quá buồn luôn. Ngày mai anh kéo nước cho xong mà anh còn thấy cảnh này thì liệu hồn nhé. Anh kéo nước cho sinh hoạt xong rồi thì ăn ở từ nhà tắm nhà vệ sinh tất cả mọi thứ đều là phải sạch. Nhớ chưa? Bây giờ chưa có nước, tạm thời anh chấp nhận. Anh không nói nhiều về vấn đề này. Thế vệ sinh thì để treo ở trong nhà vệ sinh hoặc là để đâu đấy gọn gọn một chút. Mà cũng đừng bắt em làm nhá, phải chia nhau nhá. Mỗi người làm một ngày. Súa nhá. Anh say không làm gọi điện cho anh nhớ chưa? Súa còn nhìn còn lớn hơn say rồi nhờ. Đấy. Đấy, có mâm có thứ nữa đầy đủ. Khi mà xong rồi Súa nhá, anh sẽ cho Súa giống rau. Súa sẽ đi xin phân nhà anh Vân về, xong là hai anh em cùng làm rau nhá. Xong có nước thì sẽ tưới rau nhớ chưa? Đấy. Thì mình mới có rau mà ăn. Cái hạt cải này nó già rồi thì mình sẽ cắt ra phơi để lấy giống, hiểu chưa? Đấy, rau bây giờ Súa đi ra nhặt cái đỗ kia về để tối xào ăn nha. Nhìn nhé. Đấy, có đỗ mà nhặt về xong là tối còn xào rau mà ăn. Không phải là có thịt trứng cá là cứ ăn thịt trứng cá đâu nhé. Cái gì cũng phải ăn. Em mua cả khoai tây đâu rồi nhỉ? Đây. Đấy. Đây, anh Say có đôi dép ở đây này. Mai anh lên anh sẽ mua cho một đôi dép và hai đôi ở đây để đi vườn nhé. Hai đôi dép vip đi trong nhà là để cho nó sạch chân. Hai dép vip là 30.000 thôi. Hai đôi dép trắng cũng 30.000 là 60.000 thôi. Không là dép đi học là đi học về nhà thì mình sẽ đi dép ở nhà. Nhặt hết đi. Nhặt hết xong mai làm vườn đi, xong là trồng rau làm lại hết cả cái vườn đi. Ngày mai học một buổi đấy, học một ngày. Ngày hả? Thế thì ngày kia anh lên kéo nước. Kéo nước đồng thời kết hợp là sẽ làm vườn, làm tất cả. Bao giờ cuộc sống của hai đứa em mà ổn thì anh mới thôi. Hiểu chưa? Đấy. Nhặt hết ra. Cái nào nữa? Bên kia nữa xuống ạ. Cây bên kia cũng có kìa. Đấy, nhặt hết đi. Lấy rau mà ăn. Anh Vân trồng xong rồi có ăn rồi mà hái về mà ăn. Thế Xuyên bảo một cái lọ kia thì nó dễ giữ chữ hơn. Cái này không phải là quá nhiều đâu, anh em mình cân đối hết rồi. Trứng thì để tủ lạnh thì bảo quản thoải mái. Cá nữa. Thank you.
Với và trách nhiệm của mình với số tiền là bác người, đương nhiên là cũng sẽ quản lý một cách số có em không có em cần em thì lúc nào chỉ để vào trong chỗ quần cho số cầm 500 nhé, nhưng mà đừng mang đi học nhé, để đây khóa cửa vào trong để vào trong tủ. Cái tủ của số để mà có một cái cắm cơm thì người sẽ rửa bát, bát thì thường thường thì ăn xong rửa luôn là tốt nhất. Đó, về thì người cắm cơm, người nhặt rau, đúng không? Hoặc là một người tranh thủ giặt giũ cho cả hai. Đấy, ăn xong là phơi quần áo, xong là nó ăn xong rồi bát xong nghỉ ngơi, xong buổi chiều thì xem là như thế nào đấy, làm gì. Ở đây thì hỗ trợ quán xuyến cả Vân nữa, con của Vân nữa các thứ. Ở đây nói chung là phải tương tác qua lại, được chưa? Thế thì anh em mình đã trao xong một phần cái nhu yếu phẩm lo cho hai anh em, và chính thức là Say với Súa sẽ tự lập từ ngày hôm nay. Và đương nhiên rồi, tình cảm của các bà các bác có yêu thương thì mới có nhắc nhở, và có quan tâm thì mới có góp ý. Do vậy là cũng không thể tránh được những người mà chưa thật sự là góp ý mang tính xây dựng. Tuy nhiên thì cũng không sao, cháu Hiệp nói là dù ai nói là nói nghiêm thì cháu Hiệp vẫn không bao giờ bỏ rơi các bạn nhỏ này, mà không bao giờ khoai lưng. Bởi vì là nếu như mà bất cứ ở đâu cũng vậy, là không chỉ là trên này dưới xuôi vậy, nếu như mà không có sự giáo dục, không có sự theo dõi, không có sự hỗ trợ, đặc biệt là không có bố mẹ đằng sau nữa, thì rất dễ xa vào tội lỗi, rồi là phạm pháp, rồi là đua đòi ăn chơi hàng người. Quan trọng là học và học. Nhá. Đấy, bây giờ thì xong rồi. Hai anh em gửi lời cảm ơn tới ba bác. Xuống nào. Cháu cảm ơn bác. Các bà bác. Vâng. Đã giữ tiền cho cháu đi mua được cho thứ ăn để cho cháu. Cháu cảm ơn bà. À đúng rồi. Vâng, anh cứ giao đi, xong em sửa cốc. Sức khỏe bà lắm, khổ ngọt. Vâng. Cháu Say cảm ơn bà bạn đã giữ tiền về cho cháu và cháu sẽ vào hôm xưa mua thức ăn, cháu sẽ cảm ơn bà rất là nhiều. Nhớ nhá, mình ở nhà các bà các bác yêu thương để chăm lo cho mình như thế, là mình đừng có mà ăn chơi, đừng có mà nghe theo lời bất cứ ai. Cứ có việc gì nếu như không biết gọi cho ai thì gọi cho anh đã. Đấy, bởi vì là tiền anh còn cho bọn em được thì nói gì là những cái khác, đúng không? Thời gian và tiền bạc anh còn cho được thì anh nghĩ là không có cái gì là anh không dành cho bọn em được. Nhưng mà phải trong khả năng và phải tin tưởng anh và nghe lời anh thì anh mới tư vấn hỗ trợ được. Đấy, chắc là anh em mình sẽ kết thúc cái video này thôi. Tuy nhiên thì trước khi kết thúc video thì một lần nữa cháu Hiệp mong muốn chia sẻ với toàn thể quý khán giả, các khách hàng của cháu Hiệp trong và ngoài nước gần xa. Thì trong tháng 2 âm lịch này, nhà cháu Hiệp tiếp tục triển khai chương trình tri ân khách hàng để mà cảm ơn những cái sự ủng hộ của mọi người đã dành cho gian hàng nhỏ bé cháu Hiệp. Thì với những người mua mật ong, bất kỳ sản phẩm mật ong nào từ 3 lít trở lên sẽ được tặng 1 lít mật ong rừng. Hiện tại nhà cháu Hiệp có mật ong rừng tự nhiên và mật ong hoa bạc hà cao nguyên đá, mật ong khoái. Đấy, 3 loại mật ong. Giá tiền thì mật ong rừng tự nhiên là 400, mật ong bạc hà 500, mật ong khoái là 600. Đấy, mọi người mua 3 lít trở lên thì sẽ được tặng 1 lít mật ong bạc hà, à mật ong rừng. Và hiện tại nhà cháu Hiệp đã có hoa đu đủ khô rồi,
giá 600.000 một cân, miễn phí ship, nhận hàng thanh toán tại nhà. Nên là cô ba anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ. Và với những sản phẩm như là măng miến hay bất cứ óc chó rồi là chẩm chéo các thứ thì mọi người cứ đặt hàng, Hiệp sẽ có khuyến mại dành cho mọi người. Đấy. Cái hành trình mà dõi theo cái cuộc sống tự lập của Say và Sú còn rất là gian nan và dài. Do vậy là cái tần suất video cũng như là thời lượng để dành cho hai anh em cũng còn nhiều. Nên là cô ba anh chị mà có cảm thấy khó chịu khi mà thấy video nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn dành cho các bé thì mọi người có thể tìm những cái video khác ở trên kênh Tam Giác Mạch, những hoàn cảnh khác trên kênh để xem và có những cái góp ý để anh em mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn cô ba anh chị và mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những thuyết phim tiếp theo. Xin cảm ơn. Ok. Đây, em quay ở dưới chắc cũng được khoảng 10 phút nhỉ, khoảng 6-7 phút nữa. À. Ồ. Đúng là trong cái thời tiết này. Nóng nhỉ. Nóng quá này. Máy nóng này. Ồ. Bao nhiêu trứng đây? 22 à? 20. Để xem nào. Xem chữ sao luôn. À. Mấy cái quạt nhỉ? Dạ. Mấy cái quạt? Một cái ở dưới nhà bác đó. Để cầm lên nhé. Dạ. Không mày nóng này, mày có quạt em cũng có được đâu. Dạ.